Ok, hướng dẫn các bạn sử dụng các máy chạy bộ để tập chạy giảm mỡ và chạy 500m. Rồi, đầu tiên khi các bạn bước lên máy á, nếu bạn để ổn định á, nó có màn hình mà nó có phản cảm ứng á, thì nó sẽ có cái nút go, còn không là trên cái bàn phím này nó có cái nút go. Ở đây có đó thì 3 2 1 bắt đầu vô bước lên bàn chạy. Đó, chân bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng nha. Nhớ là mang giày, mà sao cái máy ở đây nó là không được vệ sinh cho lắm. Rồi, nhưng mà nếu mà bạn siêng á thì trước khi tập á bạn nhớ lấy khăn á bạn lau cái sàn máy. Không phải té sờ bít là bao nhiêu km trên giờ. Rồi, để cho bạn đứng cho nó không bị té. Rồi, tiếp tục, bây giờ đang tốc độ là KBH tức là km trên giờ. Đúng không? Thì bạn bấm dấu cộng ở đây nó sẽ bắt đầu lên. Đó, cái này là chưa đến 1 km trên giờ rồi, bắt đầu em vô cái mức của em đi, em bấm số 5, đúng không? Không, bấm 5. Bấm 4 này luôn. Rồi đó, đang không là 6. Phải. 4 mph là 6 km/h. 6 km/h rồi. Chuyển lại nha, các bạn nhớ đừng lẫn lộn đơn vị nha. Tại 2 mph là dặm trên giờ thì sẽ bằng 3 km/h, mà 4 mph là 6 km/h, mà 6 mph là tới 9 km/h là bạn bắt đầu chạy rồi đó. Đó, nên cái tốc độ đi bộ chậm bình quân của mọi người á, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 km/h ha. Đó, còn bắt đầu lên tốc độ này là chạy rồi nè, đó thấy không? Rồi chạy các bạn nhớ hơi bắt đầu từ từ, các bạn nới rộng cái chân của các bạn ra một xíu, đáp bật nhẹ nhàng nguyên từ lòng bàn chân và nới cái chân ra một chút, cứ bình tĩnh chạy nha. Rồi tăng lên 9 rồi đó, bây giờ là tăng lên 9 là 9 km/h là vận tốc chạy rồi ha. Rồi quãng đường nè, cái chỗ mà cái chữ mà nó hiển thị cái chữ distance nè, các bạn thấy không? Đó, đây là được 110m nè, thấy không? Nếu mà muốn chạy 500m là cái số này phải lên á là 0.5 nha. Rồi đó, cứ bình tĩnh, cố gắng chạy, hít thở đều trong khi tập. Đó, rồi khi các bạn chạy á, các bạn sẽ để ý cái mức tiêu thụ calorie ở đây nó là 12 calorie nè, các bạn thấy không? 12 đến 13 calorie nè. Nhưng mình nói luôn là không phải lúc nào nó cũng chính xác, bởi vì cái mức này là đo theo cân nặng bình quân, nên nếu mà bạn nào mà mập hơn thì các bạn chạy cùng một quãng đường các bạn sẽ đốt nhiều calorie hơn nếu bạn chạy được tốc độ cao nha. Nếu bạn chạy được là từ 9 trở lên nha, được 200m nè. Bây giờ tốc độ 6 là đi bộ nhanh nè, 6 km/h, 6 kbh là đi bộ nhanh, là bạn phải sải bước chân khá là nhiều đó, bạn phải sải bước chân khá là nhanh nha bạn mới đi bộ được. Đấy. Rồi đó, đi bộ thở một xíu rồi bắt đầu đi bộ chậm. Đó, đó là cách bạn giữ giữa hiệp, nhưng mà bạn phải gờ không dần. Đó, bạn đi bộ chậm, cái này là 3 kbh, là 3 km/h. Đó, rồi đó, tiếp tục. Đó, được 17 calorie và 0.25 km, tức là đây đó, distance nè, ghi rõ đơn vị là km nè, các bạn bấm vô để các bạn biết nè, thấy không? Km là km trên là km á. Đấy. Rồi, em có còn uống nước không? Không, rồi, giờ em hít thở đều. Rồi bây giờ vô hiệp 2. Đấy, tiếp tục. Để này, đó có tốc độ này. Đấy, là 6 là 9 kmh, 9 km/h nè, là bắt đầu chạy nè. Đó, bắt đầu đi bộ nhanh. Đó, các bạn phải sải cái chân dài lên, các bạn tập những bài này á, các bạn chân các bạn sẽ dễ thon, với điều kiện là các bạn phải chạy nhanh và nới dài cái sải chân của các bạn ra, nhớ nha. Rồi, được 300m, đốt được 22 calorie, cái này là mức ví dụ thôi nha, chứ không phải là chính xác tuyệt đối đâu nha. Chính xác tuyệt đối bạn cần một cái thiết bị đo chuyên nghiệp, đo theo trọng lượng, tuổi tác, lượng mỡ cơ thể và nhịp tim của bạn thì nó mới đo được cái mức calorie này. 0.36. Đó, được 9 nè, tốc độ 9 này các bạn thấy 9 không? 9 km/h. Đấy. Tốc độ mà 9 là các bạn bắt đầu chạy được từ từ rồi. Đó, khi nào quen thì các bạn tăng lên một xíu nha. Đấy, bình tĩnh. Rồi, cảm thấy cứ thấy xuống mệt thì bấm xuống cái nút, bấm nút xuống để đi bộ nha. Khi mà các bạn mới tập á, các bạn đừng có ép bản thân mình quá, các bạn cứ bình tĩnh. Mệt thì các bạn xuống, các bạn
Rồi các bạn bấm giảm xuống từ 9 xuống 3. Các bạn đi bộ. Khi nào các bạn quen hơn thì đó các bạn sẽ tăng tốc lên chạy dốc nè. Đó. Đây còn có cái mức là chạy dốc nữa nè, nhưng mà cái này là nâng cao. Còn khi nào mà bạn chạy giảm mỡ, bạn tập ở mức chạy bằng là tương đối đủ rồi, nhưng mà cố gắng là mục tiêu là bình quân là khoảng 8 phút là bạn sẽ chạy được cỡ 1 km. Như vậy là sẽ rất là tốt. Điều đó đòi hỏi bạn phải chạy liên tục ở tốc độ 10 km/h. Đấy. Rồi từ từ. Ok. Xong.